Chương 2. Vãn bài. Cuộc đời Trần Dương đã rẽ sang một bước ngoặt mới từ năm 15 tuổi. Thay đổi 180 độ ấy khiến trong một thời gian dài, anh luôn chán nản, ủ ê. Sau khi gặp phải nỗi đau thương quá lớn, bà nội anh cũng bệnh theo nên phải nằm viện uống thuốc. Cầm cự được một thời gian thì cũng đi theo người đã khuất. Trước khi chết, bà nắm chặt tay Trần Dương bởi lo lắng cho huyết mạch duy nhất còn lại trên đời này mà mãi mãi vẫn chưa trút được hơi thở cuối cùng. Bà kéo lấy Trần Dương dặn, Diệm Diệm phải sống cho tốt, và ba mẹ cháu sẽ ở dưới dõi theo cháu. Phải sống cho tốt, nhất định phải sống thật tốt. Trần Dương quỳ nơi đầu giường, nắm lấy đôi tay bà vì bệnh và đau khổ mà giờ gầy gò chỉ còn da bọc xương. Anh không ngừng gật đầu nghẹn ngào nói, bà ơi, con sẽ nghe lời, sẽ sống thật tốt, bà đừng lo. Một giọt nước mắt đục ngầu chảy ra từ khóe mắt. Bà Trần thở dài ra một hơi cuối cùng, nhắm mắt lại. Trần Dương cứ quỳ mãi ở nơi đó tận đến khi y tá kéo mạnh anh mới đứng lên. Sau này không còn ai gọi anh là Diệm Diệm nữa, không còn nữa. Gặp phải biến cố lớn như thế, ba đám tang liên tiếp, cả tiền viện phí của nội đã vắt kiệt tài sản của gia đình vốn đã chẳng giàu có gì. Khi ấy Trần Dương đã học đến năm 2 sơ trung. Trước khi chết, ba anh vẫn muốn anh hoàn thành việc học, cho nên anh tiếp tục. Chẳng qua do không có tiền, chuyện học sửa xe đã không thể làm được. Trần Dương thay đổi hẳn, vốn là một cậu nhóc hay cười, giờ cả ngày nghiêm mặt, chẳng nói lời nào. Thấy trong nhà anh xảy ra chuyện, vốn lúc đầu mấy đứa bạn hàng xóm còn quan tâm anh, sau thì chẳng biết từ đâu truyền rằng anh là kẻ khắc chết họ hàng, chẳng còn ai dám gần gũi anh nữa. Ba cô bà ấy cứ bàn tán sau lưng anh, bắt đầu từ những chuyện trước và sau khi đám tang, từ những chuyện nhỏ nhặt đến chuyện mẹ anh sảy thai. Lúc này tất cả bất chợt đều có ý nghĩa và dụng ý riêng cả. Mọi người ai cũng lộ ra ánh mắt giật mình. Trần Diệm Diệm này quả đúng là kẻ khắc chết thân thích họ hàng. Ít nhiều Trần Dương cũng nghe được mấy lời đồn ấy, nhưng anh không hề lên tiếng mà sắc mặt càng xa dầm thêm. Bất kể có gặp phải chuyện gì đi nữa, chỉ cần người còn sống, thời gian rồi sẽ trôi qua. Cứ ngập ngừng như thế, Trần Dương cũng học hết cấp 3. Trong năm cuối học sinh này, những trò nghịch ngợm gây sự ngày trước của anh đã chẳng ai quan tâm nữa. Anh chỉ ngồi trong phòng học, không nhìn sách cũng chẳng nghe bài giảng. Phần lớn thời gian đều thừa ngồi ngó ra cửa sổ. Chúng bạn ngày trước cùng ngồi cùng tuyển chẳng dám tới gần chơi đùa cùng anh. Cứ thế, lớp học quậy phá nhất khối lại hiền lành ngoài dự đoán của mọi người. Chờ đến khi tốt nghiệp, Trần Dương thu dọn vài bộ quần áo, khóa lại cửa ngôi nhà, rời khỏi nơi lang bạt đến vùng trời riêng của mình. Một kẻ chỉ có trình độ tốt nghiệp cấp 3, lại không bạn, không bè, chẳng quen biết ai bên ngoài thì có thể làm gì. Đầu tiên anh vào nhà máy, làm công nhân trong băng chuyển sản xuất, mỗi ngày làm việc 12 tiếng. Lúc nhà xưởng vào mùa, còn phải thường xuyên tăng ca, ngày nào cũng vậy. Cứ hết ca rồi Trần Dương sẽ đặt người xuống chiếc giường đơn sơ dơ bẩn. Nơi anh sống là một căn phòng cho thuê chật hẹp, chỉ có độc một chiếc giường đơn sơ, dù gì cũng có chỗ để xoay người. Đó là nơi chuyên dụng được xây cho công nhân gần đó. Lầu nào cũng giống y hệt nhau, phòng một gian hoặc phòng đôi. Những căn phòng chẳng khác nào chuồng bồ câu. Cũng một lầu sẽ dùng chung một nhà vệ sinh, muốn nấu cơm thì cứ bê bếp ra ngoài hành lang mà nấu. Trần Dương sống ở nơi đó, lúc đầu anh vốn không quen do chật chội quá, mà người cũng phức tạp lại ồn ào. Tường thì quá mỏng, người kế bên là một ả đàn bà làm nghề buôn bán xác thịt. Ả thường hay dẫn đàn ông về, thanh âm gì cũng nghe rõ mồn một. Hiện tại Trần Dương cũng không còn tinh thần xa xót như trước nữa. Chuyện đau thương đến mấy thì thời gian cũng nhạt phai thôi, hoặc cũng đã chết lặng cõi lòng rồi. Tất nhiên Trần Dương không quên, nhưng anh cũng không còn để việc ấy ác trong tâm trí mình nữa. Trần Dương làm trong nhà xưởng ấy 2 năm, sau đó lại đổi chỗ ở, đổi nhà máy. Trong chớp mắt anh đã tròn 20.
Trần Dương 20 tuổi, cao 1m8, dáng người cao lớn, da ngăm đen, mày rậm mắt to. Nếu xét về ngoài thì cũng chẳng kém những diễn viên thần tượng trên TV là mấy. Vì biến cố gia đình và những gian khổ cuộc sống đã cho anh thêm vài thứ mà những người cùng tuổi không có. Dựa theo cách nói của cái ả làm nghề sắc thịt phòng bên thì Trần Dương sẽ nghĩ ngay đến việc đào tạo cùng anh, bởi đôi mắt kia sao cám dỗ đến lạ. Dần dần có nhiều cô gái lúc làm việc chung tỏ ý tốt với Trần Dương, anh cũng chẳng để trong lòng lắm mà chỉ chơi đùa cho vui. Mấy cô ấy cũng chẳng thèm để ý rồi trách, đáng ghét quá. Rồi khúc khích cười, thế là Trần Dương cũng cười theo. Làm việc chung với nhau chẳng còn trò giải trí nào khác, nên thường khi hết giờ, tất cả hay cùng nhau chơi đánh bài. Không lâu sau, Trần Dương học được cách chơi bài. Họ không chơi mạt chược mà là chơi tự bài và xì phé. Sau cũng ít chơi tự bài mà chỉ chơi mỗi xì phé thôi. Trò này cũng đơn giản nhưng lắm mánh vặt. Lúc mới bắt đầu có thua có thắng. Tóm lại là thằng nhỏ qua một thời gian ngắn thì thua càng ngày càng nhiều và thắng ngày càng ít đi. Trần Dương đầu óc xoay chuyển, nhanh chóng phát hiện có kẻ khẽ động chay, động chân dở trò. Lúc ấy, Trần Dương giận sôi máu lên. Địch, ván bài nhỏ này mà cũng gian lận, cần tiền đến điên rồi. Anh và vài người nữa thường hay thua, bèn hợp nhau lại bàn kế. Không thể cứ để kẻ khác trêu đùa bọn anh mãi thế được. Không dạy dỗ bọn chúng thì chúng chẳng thèm biết cửa nằm ở đâu rồi. Vốn ban đầu định đánh mấy kẻ hay gian lận một trận, nhưng Trần Dương thấy thế không ổn. Đánh thì đánh, nhưng không có tiền lại được. Không thể đánh chúng hời như thế. Anh cũng không nói nhiều mà bắt đầu theo dõi, bắt đầu học phải gian lận thế nào. Thật ra cách thức mấy tên gian lận nói trắng ra cũng rất đơn giản. Mỗi lần kết thúc một ván, khi thu bài sẽ bỏ ra vài lá bài giữa lá bài mình muốn. Rồi thu bài, xào bài thì luôn chú ý. Làm tốt thì tiền vào túi càng nhiều. Đây là cách gian lận đơn giản nhất nhưng thực dụng nhất trong bài xì phễ. Sau khi học được rồi, Trần Dương cười lạnh và anh cùng người thua kia cùng nhau sắp đặt sẵn một ván bài. Đêm hôm đó, họ tìm một căn phòng trống gần đó rồi hẹn mấy tên kia ra. Đã từng thành công gian lận được nhiều lần, thấy tiền dâng đến tận cửa thế này, họ không nói hai lời liền đồng ý ngay. Hơn nữa, còn dẫn theo người tới để mọi người cùng náo nhiệt. Lúc thời gian đã điểm, trong số những người được dẫn theo có một ông chú khoảng 30 tuổi, giọng nói điệu thấy nơi này thì chẳng muốn chơi nữa. Sao lại tìm nơi này chứ? Ở đây từng xảy ra chuyện quái lạ, không tới được đâu. Kẻ khác đều là những tên trẻ trung, dồi dào sinh lực, nên đời nào tin lời ấy. Có cả một tên đi cùng còn vỗ vai gã bảo: chúng ta đã nhiều người như thế này, sợ quỷ cái gì? Nào nào, cứ kêu bọn chúng tới chơi là được, sợ là chúng còn thích đó chứ. Gã giọng địa phương kia vội vàng bảo: đừng nói lung tung, đừng nói lung tung, họa từ miệng mà ra. Thêm hai người bọn Trần Dương, tổng cộng có 6 người. Họ không nói nhiều lời vô nghĩa nữa mà mở ván bài ngay. Họ chơi 3 lá, chia 2 lá trước mặt mỗi người. Sau khi kêu lá bài rồi thì sẽ chia lá cuối cùng và so lớn nhỏ. Có lẽ vì trong phòng u ám lạnh lẽo, mới đầu còn có người nói chuyện, có người kêu to. Sau đó thì bên ngoài càng ngày càng sâu, bên trong con người cũng càng ngày càng im lặng. Trong căn phòng trống rỗng chỉ còn lại mấy tiếng lật bài và tiếng kêu bài thôi. Dần ra, Trần Dương cảm thấy có gì đó không đúng. Trong phòng có 6 người, nghĩa là có 6 đôi tay, nhưng chẳng biết thế nào trên màn lại xuất hiện thêm một đôi tay nữa. Anh im lặng như chưa nhìn thấy gì, tiếp tục thu bài, xào bài, chia bài, kêu bài. Nhìn đôi tay kia, lấy bài, kêu bài. Trừ anh ra, 5 người khác giống sờ sờ ra đó, chẳng hề phát hiện một chút khác thường nào. Bị mê mắt hay là có chuyện gì khác, tâm trạng Trần Dương chẳng còn ở trên ván bài nữa. Chuyện này nếu làm không tốt thì ngay cả mạng cũng để lại nơi đây chứ không đùa được. Đánh thêm mấy ván, tất cả tiền đều bị đôi tay tái nhợt kia kéo trước mặt mình. Tiếp theo sẽ không còn cánh mà bay. Mấy tên kia thua tiền thì sau khi chửi thề vài câu lại tiếp tục chơi ván kế. Trần Dương quăng bài lên bàn,
nói một câu: "Hết tiền rồi, không chơi nữa." Giọng gã địa phương mới nãy còn bảo nơi này không thể ở lại chơi, giờ lại rống thật lớn: "Sao lại không chơi? Nói phải chơi thâu đêm cho lắm vào, không mang tiền mà còn rủ bọn tao đi, chơi nửa chừng lại giải tán, mợ nó, khốn khiếp." Mấy tên đi theo cũng la ó. Trần Dương mặc kệ, so với mạng mình thì mấy lời chửi bậy đó có quan trọng gì. Anh cầm số tiền còn lại trên bàn rồi đá người bạn đi cùng, kiêm một đá. Cú đá đó mạnh đến mức bạn anh thiếu chút nữa đã kêu thất thanh. Nhưng cũng chính cú đá ấy đã khiến người bạn tỉnh khỏi cảnh quỷ mê hoặc. Trần Dương nháy mắt ra hiểu, người bạn đảo mắt trong thì thấy lưng ba người bên cạnh có thêm một cái bóng. Cậu chàng sợ tới mức ngay lập tức, đôi chân mềm nhún, mém tí nữa là tiểu cả quần. May mà Trần Dương nắm chặt lấy đôi tay giữ chặt cậu. Hai người rời khỏi phòng trong tiếng mắng chửi của bốn gã còn lại. Thời điểm lướt qua cái bóng xuất hiện thêm đó, nó còn định lôi kéo Trần Dương không chịu thả anh. Nào ngờ chỉ vừa mới chạm đến thì hệt như bị lửa thiêu rụi. Trần Dương liếc nó xong thì nâng chân bước ra cửa. Về phần người bạn kia của anh thì đã bị dọa như ngất đi. Chưa tới cửa thì đã ngấm ngựa không được, nhào về phía trước. Trần Dương kéo lấy cậu bạn, cánh tay chắc chắn của mình kẹp lấy cậu, kéo cậu ra ngoài. Về phần bốn người trong phòng kia thì vẫn tiếp tục chuỗi mũi chơi tiếp. Hai người đi khỏi đó thật xa, gió đêm bên ngoài thổi tới. Bởi mồ hôi túa ra như mưa trên quần áo của cậu bạn bị ướt hết. Cậu ta tên là A Tín, run lẩy bẩy một hồi, cậu ta mới cất tiếng được. Cậu nói với Trần Dương: Nó là cái gì hả? Trần Dương lấy thuốc lá đưa cho cậu, lại lấy bật lửa châm giúp cậu để cậu bớt sợ hãi. Miệng không hề chút để ý mà nói: "Chắc thế rồi, dù sao cũng không liên quan tới chúng ta." A Tín rít một hơi mạnh tới mức gần hết cả cây thuốc, sau khi văng tục thì quăng nước xuống đất. Còn mấy tên kia thì sao, sẽ không gặp chuyện không may chứ? Trần Dương dẫn theo cậu tiếp tục bước về phía trước, vừa đi vừa trò chuyện. Dù có xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan tới chúng ta. Vừa đúng dịp để thứ đó báo thù dùng, tránh cho hai ta tự mình ra tay. Ngày hôm sau tin tức bị truyền tới, tất cả bốn tên chơi bài vào hôm ấy đều đã chết sạch trong phòng. Trần Dương tan ca theo dòng người ra ngoài, thấy nơi cửa có mấy tên du thủ du thực, hoặc đứng ngồi hoặc canh cửa nên anh chưa vội tới. Một cô bé vẫn thường quan hệ tốt và hay nói đùa cùng anh chạy lại, kéo anh tới căn phòng gần đó. Mồ hôi nhí nhại vừa thổi hồn hển nói rằng: "Anh Trần, mấy tên bên ngoài đó đang tìm anh đó, anh mau tìm chỗ nào trốn đi." Trần Dương suy nghĩ một thoáng: "À đó, cảm ơn em đi đi, anh tìm đường khác ra ngoài." Cô bé đang tuổi thanh xuân chỉ mười mấy tuổi, nhìn theo bóng dáng xoay người không chút do dự của Trần Dương, cảm thấy như thể cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa. Cô xông lên chặt trước mặt Trần Dương: "Anh Trần à, anh về nữa chứ? Nếu anh phải đi thì dẫn em theo, dù anh về quê em cũng sẽ đi cùng." Trần Dương vuốt tóc cô: "Anh chỉ trốn đi một lát thôi, em nghĩ gì vậy?" Vì hành động của anh mà cô bé đỏ bừng mặt: Em biết rồi, vậy anh nhớ cẩn thận." Trần Dương gật đầu nói một câu: "Em cũng cẩn thận." Rồi xoay người bước đi. Cô bé nhìn thấy bóng Trần Dương biến mất nơi nhà máy, nước mắt giấu trong mắt đã chẳng thể kìm được mà chảy ra. Tuy không thông minh nhưng cô không ngốc. Cô biết lần này rời đi Trần Dương sẽ không về nữa. Người mình thích sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình, không bao giờ cùng mình nói, không bao giờ vuốt tóc mình nữa. Trần Dương báo tin cho A Tín, sau đó ngay cả căn phòng thuê nhỏ kia cũng không quay về, mà quá giang đi thẳng tới nhà ga. Chắc chắn có người đang chờ anh trong căn phòng đó. Giấy căn cước và thẻ ngân hàng lúc nào anh cũng mang theo bên mình. Phòng cho thuê không có cũng không sao, dù sao cũng không quan trọng. Anh cũng đã lưu lạc bên ngoài lâu lắm rồi, vừa đúng lúc phải trở về một chuyến. Cứ thế, sau 5-6 năm xa nhà, Trần Dương trở về. Trong 6 năm này, ngoại trừ ngày thanh minh hàng năm về tạ mộ cho ba Hà Nội, những thời điểm khác anh chưa từng trở lại. Dù là lễ mừng năm mới thì cũng trải qua cùng những người bạn phiêu bạc tha hương. Về đến nhà, mở cửa,
căn nhà hàng năm không trú ngụ nên đầy ẩm mốc, cửa sổ, góc tường, nóc nhà, đâu đâu cũng răng đầy mạng nhện. Trên mặt đất còn có cả côn trùng và chuột ở lâu, đến mức chẳng chừng đã ăn cư lạc nghiệp mà chạy tới chạy lui. Thấy người chúng nó càng chạy nhanh hơn, Trần Dương xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Do nhanh lẹ nên chỉ chốc lát anh đã quét sơ nhà chính và hai căn phòng ngủ bên cạnh. Lúc ra ngoài xách nước, anh va phải cô thím hàng xóm bên cạnh. Cô hàng xóm nhìn mấy lần mới nhận ra anh. Là Trần Diệm Diệm à, cháu về được bao lâu rồi? Đầu lắm mới gặp cháu. Đúng là nhiều năm không gặp. Dù có về tạo mộ, anh cũng tới vào sáng sớm và rời đi vào tối trời. Trần Dương cười nhẹ. Thím à, thím đừng gọi cháu là Trần Diệm Diệm nữa. Cháu đổi tên rồi, là Trần Dương, Dương của Vườn Thái Dương. Thím nghe xong thì bảo, thì cháu vốn hay chê cái tên kia giống con gái mà. Thím còn nhớ, lúc bé cứ dăm ba bữa cháu lại đòi đổi tên với người nhà. Nhắc tới người nhà nhưng sắc mặt Trần Dương chẳng thay đổi gì. Anh chỉ lấy ra một điếu thuốc rít một hơi mới đáp. Đúng thế, giờ không phải đã đổi rồi sao? Cái tên cũ viết nhiều nét quá. Sau này thím cứ gọi cháu là Trần Dương. Thím nghe vậy liền bảo, được rồi, thím nhớ rồi. Cháu làm gì cứ làm tiếp đi, thím đi hái rau. Trần Dương rửa sang vài thứ trong nhà, những gì cần mua thì mua thêm một ít. Những nhà xung quanh đã xây mới thành hai tầng, nhưng căn nhà họ vẫn là lợp ngói ba gian. Chẳng qua Trần Dương nhìn cũng quen, đây là nơi anh đã sống mười mấy năm, chỉ cần có thể ở lại, anh dự định tiếp tục ở. Sau khi dọn dẹp xong đâu vào đó, Trần Dương lên trấn trên. Thôn xóm của họ gọi là trấn Từ Ân, bên trái là trấn Quảng Tế, bên phải là thôn Giang Môn. Trong những người bạn hồi cấp 3 của anh, hiện có mấy người đang trấn trên, có người mở cửa hàng, có người làm vài nghề khác. Anh tìm gặp Hai Mập. Nhìn cái gá béo ục ịch hệt như con lợn trước mắt này thì thật không thể gọi là Hai Mập được nữa. Gọi thẳng là Hai Mập còn được nữa là, nhưng nhũ danh vẫn là nhũ danh. Trần Dương cứ tiếp tục gọi như thế. Diệm Diệm. Nghe Hai Mập cố ý dài giọng cộng thêm bản mặt tơn hớn của hắn gọi tên mình, Trần Dương không nói gì, đã đi qua đánh một cú khiến Hai Mập quỵ cạo người, miệng còn hít thả liên tục. Hắn hét, đau, đau chết mất, sao mày cứ ra tay mạnh như trước thế hử? Trần Dương châm một điếu thuốc. Nếu không phải bọn mày đáng bị đánh, tao đánh mà làm gì? Hai Mập cười khì vài tiếng, vuốt bụng. Sau đó hai người trò chuyện về chuyện trước đây, những chuyện sau khi tách ra và tình hình gần đây. Trần Dương không dối gạt gì, anh kể chuyện mình đắc tội với kẻ khác nên đành trở về. Sau cùng chốt lại một câu trọng điểm, nghe Dương Tử bảo gần đây mày nhận công trình sửa đường gì đó mà còn làm ông chủ nữa, cho tao miếng cơm với. Chương 3. Nguyên nhân. Ở bên ngoài nhiều năm như thế, Trần Dương cũng làm qua vô số ngành nghề, học hỏi được không ít, cũng biết lái xe lu, cán đường này nọ. Anh nói với Hai Mập, hắn ta vỗ đùi cái đét ấy, anh Trần, nếu anh biết lái cái đó thì dễ bàn rồi, hiện tôi đang thiếu người lái lu. Sự tình cứ như thế quyết định. Hôm đó Trần Dương ở lại nhà Hai Mập. Hai người dùng cơm chiều xong thì Hai Béo cười bỉ, nhìn Trần Dương. Anh Trần, là một ván chứ? Trần Dương nửa cười, nửa không nhìn hắn, gật đầu. Đó là mật hiệu lúc học cấp 3 của bọn họ, ý là sẽ gọi vài tên đến đánh bài. Lúc ấy cả bọn chỉ mới mười mấy tuổi, hai tuổi còn coi trời bằng vung, ương bướng ngang ngạnh. Cứ ba ngày lại đánh nhau một trận, còn trốn học là chuyện thường như cơm bữa. Đã vậy còn hay chạy đến bái tham ma, trộm đánh bài. Đánh đến khi chán chê rồi mới xuống núi chơi cho thỏa chí. Thêm lúc nữa, mai đến khi tận trối trời mới về nhà. Còn nhớ những ngày bé, Trần Dương khẽ khàng nhịp nhịp hút thuốc lá trên bàn, lấy điếu ra rồi ngậm lên miệng như không hút. Trong đôi mắt sáng ngời của anh lướt qua thứ ánh sáng tối tăm không rõ, nhưng lại khiến Hai Mập sững người. Chờ đến lúc mấy kẻ Hai Mập kêu đã đến đông đủ,
mọi người bèn mở một bàn tạc kê. Tạc kê là một cách chơi của bài xì phé, chia ba lá bài trước rồi tiếp tục bỏ tiền kêu bài. Cách chơi này thực ra là chơi đòn tâm lý. Tâm lý ổn, thấy rõ tình thế mới thắng được. Bài xấu cũng thành bài tốt. Trái lại, nếu tâm lý không ổn định thì có bài tốt cũng phí phạm mà thôi. Họ thường đánh bài suốt đêm, cả đêm. Trần Dương thắng được khoảng 800, đây gọi là thắng nhỏ. Lớn hơn thì có khi thắng thua hơn cả vạn cũng chẳng tính là gì. Chờ đến tảng sáng thì chấm dứt. Trần Dương ngáp một cái rồi tìm một cái ghế sofa mà ngủ. Anh mới ngủ được vài tiếng thì đã bị Hai Mập đánh thức. Mẹ Hai Mập làm cơm dọn ra bàn, kêu Trần Dương lại ăn. Hai người dùng điểm tâm xong, đợi một lát thì đổi xe sửa đường dừng trước cửa nhà Hai Mập. Họ lên xe đi về phía trấn Quảng Tế. Hai Mập cũng không phải là người tiếp nhận toàn bộ công trình tu sửa đường, mà chỉ là cấp dưới, được khoán cho một phần đoạn đường mà thôi. Phần đường đó lại vừa khéo là con đường dài khoảng 10 dặm từ thôn họ Ngụy đi ra. Đừng có mà xem thường đoạn đường ngắn như thế. Hai Mập lắc lắc một ngón tay trước mặt Trần Dương, ý bảo có thể kiếm được chừng này. Trần Dương biết ý hắn là 10 vạn, cũng rất tốt. Lúc đến thôn Ngụy thì đã chiều tối. Trước kia Trần Dương chưa từng tới nơi này, nên từ trong xe ngoái ra nhìn vẻ cổ kính của thôn trang mới mẻ và kỳ lạ quá. Nếu so với một thị trấn mà ngày trước anh đã đừng đi qua thì nơi này còn được giữ gìn cổ xưa hơn nữa. Sao lại chưa từng được khai phá làm chốn tham quan nhỉ? Theo lý mà nói, mấy kẻ trọng thành tích, dù địa phương không có di tích cổ, cũng phải bịa đặt để dẫn dụ làm điểm tham quan, vốn sẽ không bỏ qua nơi đây mới đúng. Ngay đầu thôn trang là một cây hòe rất lớn, thân cây phải mấy người ôm mới xuể, những tàn lá rậm rạp xanh thẫm đến gần như che kín cả mặt trời. Bóng cây bao trùm cả bãi đất trống trước cửa thôn. Vừa mới bước vào thôn, bước dưới bóng râm ấy thì cái mắt dịu từ lòng bàn chân truyền tới. Thứ mồ hôi do phơi người dưới cái nắng gắt đột nhiên bị thu lại. Thế là ai cũng run cầm cập. Hai Mập thể hiện rõ ràng nhất, những thứ thịt mỡ trên người hắn lúc ních run lên. Hắn trò chuyện, bàn việc cùng với những người đến thôn Ngụy sửa đường. Đứng cạnh bên, Trần Dương đánh giá những người xung quanh rồi ăn thấy Ngụy Thất Gia, người trông coi mọi việc trong thôn Ngụy, đang cao giọng kêu một người tới. An Ninh Đế à, vẫn khỏe chứ? Thứ ánh sáng lóa mắt đâm vào khiến người khác khó chịu. Nghe tiếng la cao giọng đó, theo bản năng Trần Dương quay đầu lại. Anh thấy một chàng trai còn trẻ, khoảng 20 mấy tuổi, đến bên cạnh Ngụy Thất Gia. Chàng trai này giống hệt những người làm việc lâu năm văn phòng, nho nhã, yếu đuối, dáng vẻ nhìn ôn hòa chứ không thô kệch như những người xung quanh. Trần Dương cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi thu tầm mắt lại. Gốc cây hòe này cũng thật kỳ lạ, đứng dưới bóng râm, tuy Trần Dương cũng cảm giác mát mẻ, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh lại lạnh ngắt, chẳng thèm quan tâm tới ánh mắt. Trời gay gắt thế nào, anh bước tới khỏi bóng râm, ngẩng đầu nheo mắt đánh giá gốc hòe già này từ trên xuống dưới. Xung quanh không có một cơn gió, cái cây cối bên trong không ngừng. Anh bước ra khỏi bóng râm, ngẩng đầu theo ánh mắt đánh giá gốc hòe già này từ trên xuống dưới. Xung quanh không có một cơn gió, cây cối bên cạnh không lay động chút nào, chỉ có những tán cây tuốt trên đỉnh của gốc cây hòe này đung đưa qua lại. Còn có cả vài chiếc lá rơi xuống. Chẳng rõ người thôn Ngụy gần đó có thấy hiện tượng lạ thường hay không, hay thấy nhưng làm như không thấy, hoặc đã thấy từ lâu nhưng không hề sợ hãi. Lúc này Hai Mập đã bàn xong với người trong thôn. Trong thời gian 1 tháng, Trần Dương sẽ ở lại thôn cùng những người trong đội sửa chữa. Hai Mập nói việc này với anh xong thì gọi một người cùng cỡ tuổi Trần Dương tới. A Tử, cậu lại đây. Hắn giới thiệu Trần Dương với người kêu A Tử. A Tử, đây là bạn anh trước. A Tử, đây là bạn trước kia của tôi và cũng là người anh em của tôi, Trần Dương. Trần Dương, đây là A Triệu. Cậu ấy điều khiển máy trộn bê tông, cứ gọi ta.
A Tử, đây là bạn trước kia của tôi, cũng là anh em của tôi, Trần Dương. Trần Dương, đây là Triệu An, cậu ấy điều khiển máy trộn bê tông, cứ gọi cậu ta là An Tử là được. Cậu sắp xếp cho cả hai chung một phòng, không có gì thì đánh bài giết thời gian cũng tốt. Triệu An không cao lắm, nhưng người lại rắn chắc, tính tình cũng dễ chịu, bắt tay với Trần Dương xong thì cũng như xem đã quen. Hai người cũng đi đến căn nhà trọ sẽ ở nhờ. Gõ cửa, người bước ra là chàng trai trẻ đã từng gặp dưới bóng cây hòe. Trần Dương cười tự giới thiệu, bắt tay với chàng trai cũng cười, bảo mình tên là Ngụy Linh. Vừa rồi dọc đường đi, Trần Dương đã được nghe Trần An kể rất nhiều chuyện. Nhiều nhất vẫn là chuyện trọng đại gần đây trong thôn, mà một trong nhân vật chính là chàng trai trước mắt này. Người sống làm âm hôn thì cũng đủ kỳ lạ rồi, lại còn là âm hôn với người đã chết. Thật đúng là thế giới này rộng lớn, chẳng thiếu gì chuyện lạ lùng, mà còn hoàn toàn khác với thực nữa chứ. Anh ở cùng một phòng với Triệu An. Thím Sáu Ngụy là một người tay chân chịu khó lại thích sạch sẽ, nên nó quét dọn đâu vào đấy. Trần Dương và Triệu An rất vừa lòng, lập tức đồng ý ngay, còn đưa cho thím ấy tiền cơm nước một tháng. Tuy trong đội sửa chữa có người chuyên nấu cơm, nhưng cơm tập thể hai người. Anh ở cùng một phòng với Triệu An. Thím Sáu Ngụy là người tay chân chịu khó lại thích sạch sẽ, nên đã quét dọn phòng này đâu vào đấy. Trần Dương và Triệu An rất vừa lòng, lập tức đồng ý ngay, còn đưa cho thím ấy tiền cơm nước một tháng. Tuy trong đội sửa chữa có người chuyên nấu cơm, nhưng cơm tập thể cho 20 đến 30 người thì nhất định là cơm chẳng ngon gì. Trần Dương và Triệu An cũng đồng lòng, dự định cơm tối nhất định phải dùng ở nhà thím Sáu Ngụy. Thím Sáu cười đồng ý. Khi bàn chuyện cơm nước xong thì cũng bận việc mà đi. Sáng hôm sau, Trần Dương và Triệu An cũng đến công trường làm việc. Người ngợm đầy mồ hôi, chỉ thiếu chút nữa là bị nắng thiêu cháy cả một tầng da. Đợi đến khi hết giờ làm, hai người mới cùng nhau về nhà thím Sáu Ngụy. Tới nơi thì lại thấy thêm một người. Kẻ tới trước mặc rất có tinh thần tự sướng, vừa gặp đã biết ngay là kẻ có hoàn cảnh gia đình khá giả. Anh chàng giới thiệu mình tên là Án Hoa, bạn tốt của Ngụy Ninh. Có bốn người, thế là có thể chơi một ván. Nơi đây cũng chẳng có trò giải trí nào, nên chỉ có thể lấy bài bạc giết thời gian. Chơi tới hơn nửa đêm thì Ngụy Ninh không chịu chơi nữa. Trần Dương nhìn thoáng qua người bạn của Ngụy Ninh rồi bảo anh ta hãy chơi thêm vài ván. Do sáng mai còn có việc nên anh nói thế nào Ngụy Ninh cũng không đồng ý. Hết cách, Trần Dương bảo không chơi nữa thì thôi. Anh thấy giữa đường Án Hoa có một cuộn khói đen như thể bị ai nguyền rủa. Vốn anh còn định tìm cách ngăn lại, hiện họ lại không chịu chơi tiếp nên chỉ có... Anh thấy giữa ấn đường Án Hoa có một cuộn khói đen như thể bị ai nguyền rủa. Vốn anh còn định tìm cách ngăn lại, hiện lại họ... Anh thấy giữa ấn đường Án Hoa có một cuộn khói đen như thể bị ai nguyền rủa. Vốn anh còn định tìm cách ngăn lại, hiện họ lại không chịu chơi tiếp nên chỉ mong đừng có chuyện xảy ra thôi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hơn nữa anh cũng không biết cách áp chế lời nguyền kia. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trần Dương ném bài lên bàn. Lúc này Ngụy Ninh và Án Hoa còn đang ngồi đó, chưa kịp đứng dậy thì Án Hoa đã phát bệnh. Ba người phải mất ít sức mới có thể trói Án Hoa như nồi cơm. Rồi nâng anh chàng tới chỗ trạm y tế của thôn. Trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân rào rạc trên nền đất truyền tới. Những dãy nhà bên đường tựa như con thú thời cổ xưa chiếm cứ. Trái đất đang dùng ánh mắt hung tàn và im lặng dõi theo đám người can đảm phá vỡ điều cấm kỵ. Trần Dương miệng ngậm thuốc lá, cứ tưởng tượng đến những thứ chẳng rõ liệu có tồn tại hay không đang ở trước mắt mình, nên kinh hoàng tới mức đánh rơi cả điếu thuốc. Mới vừa buông nhẹ tay, đám mém nữa làm người đang được khiêng ngã xuống đất. Anh vững tay lại, ai quan tâm thứ ấy là gì, muốn gây chuyện chỉ giỏi cứ đến. Tuy
ở trạm y tế rồi gặp được bác sĩ tên Ngụy Thời. Nhưng Trần Dương không ngờ rằng tên bác sĩ này còn kiêm luôn chức thần côn, mà nhìn hình như cũng có chút đạo hạnh. So với mấy tên treo đầu dê bán thịt chó bên ngoài thì anh biết được lợi hại hơn một chút. Cậu ta mới liếc một cái biết tình trạng trên người Án Hoa. Đến khi Ngụy Ninh và Ngụy Thời hai người bàn bạc với nhau định đi tìm thím ba Ngụy, thì chỉ xíu nữa Trần Dương đã ngắt họ lại. Vừa nâng tay anh đã rút tay về. Nơi này không ai biết. Thật ra thím ba Ngụy là con của người chị họ hàng của bà nội anh, cũng chính là người con của bà cô họ của Trần Dương. Mối quan hệ thân thuộc này cũng khá xa. Thường thì những người chẳng biết được bà cô đó. Mối quan hệ thân thuộc này cũng khá xa. Thường thì người ta chẳng biết được bà cô họ mình là ai, chứ đừng nói đến con gái của bà cô ấy. Chẳng qua bà nội Trần Dương quan hệ rất tốt với người chị họ, nên khi bé Trần Dương đã từng nghe bà nhắc đến có người như thế ở thôn Ngụy. Bà cô họ cũng rất xa, nên từ nhỏ đến lớn bà nội anh chỉ gặp qua vài lần, chứ đừng nói đến đã từng gặp con gái của bà cô ấy. Quanh quẩn một hồi, đời sau lại trở về nơi đây. Trần Dương nhớ lại khi nội anh còn sống, nội đã từng nhiều lần nhắc anh rằng muốn tìm thời gian ra tỉnh ngoài để gặp chị họ vài chục năm chưa gặp gỡ. Thế nhưng bà cứ bị đủ loại chuyện vướng chân, còn thêm bao chuyện trong nhà khiến nguyện vọng đó không thành. Vậy mệnh đời người, ai có thể nói rõ rốt cuộc bên trong có điều gì bí? Vận mệnh đời người, ai có thể nói rõ rốt cuộc bên trong sẽ có điều kỳ bí gì? Nhưng Trần Dương cũng không định nhận người họ hàng này. Một khi đã như vậy, vẫn là ngay từ đầu không phải tiếp xúc sẽ tốt hơn. Trần Dương nhìn Ngụy Ninh mở cửa, chạy vào bóng đêm tối tăm bên ngoài. Ngụy Thời cầm một bọc vải, mở ra thì thấy đó là ngân châm dùng để châm cứu. Cậu lấy ngân châm, nhanh nhẹn dứt khoát đâm lên người Án Hoa. Sau đó, mọi chuyện cũng được giải quyết. Sáng sớm hôm sau, bị chuyện này dọa sợ nên Án Hoa chạy trối chết. Trần Dương và Triệu An hai người canh giữ cả đêm. Nhưng do đều còn trẻ nên không ngủ một hai đêm cũng chẳng hề gì. Cả hai rửa mặt dùng điểm tâm xong thì vội vàng đi làm. Mỗi ngày đi làm rồi hết giờ tan làm, thời gian nhanh chóng nhoi qua. Tu sửa đường xá vốn là chuyện rất vất vả. Bắt đầu từ lúc mặt trời mọc, cả một ngày ròng, khắp người bị mồ hôi tắm qua 2-3 lượt. Muối trong mồ hôi khiến quần áo trở nên sơ cứng, chưa kể còn để lại vài vệt trắng trên quần áo. Trần Dương lái xe lu, nếu so với người phải làm việc trực tiếp trên đường thì đỡ hơn một ít, nhưng cũng chỉ có mức độ nào đó thôi, vì trong gian điều khiển xe không có điều hòa. Hơn nữa, mấy ngày nay chẳng rõ đêm đó trông thấy gì mà Ngụy Ninh bệnh mất. Thế là thím sóng Ngụy nói với hai người bọn họ Trần Dương là thím ấy phải chăm sóc con mình nên tạm thời không thể làm cơm cho họ. Không còn cách nào khác, hai người Trần Dương cũng phải đành đến ăn cơm nhà ăn tập thể của đội sửa đường. Cảnh tượng lúc ấy rộn ràng lắm, hơn 20 người tụ tập cùng dùng cơm chung, dùng bữa xong thì ngồi. Vào đêm lại không cần vội vội vàng vàng làm việc. Thế là họ bèn tụ 5 tổ 7 nhau chơi bài. Trần Dương thì sao cũng được, lúc có kẻ rủ anh chơi cùng, tuy không từ chối nhưng không ai gọi anh cũng chẳng chủ động mời người khác. Thường thì anh sẽ đi tắm một cái rồi về phòng ngủ. Tối hôm ấy cũng như thế, ăn xong thì anh chơi 3 ván cả 8 thẳng. Tối hôm ấy cũng thế, ăn xong thì anh chơi 3-4 ván cả đám thắng thua la to rên ầm ĩ, thiếu chút nữa muốn banh cả nóc nhà. Trần Dương ngậm điếu thuốc, tay đè bài. Trần Dương ngậm điếu thuốc, tay đè lên 3 lá bài xì phẩy trên bàn. May là cái gian nhà ăn này không ở trong thôn Ngụy, chứ không mà nửa đêm rồi còn ồn ào nóng nhiệt thế
thì không khéo gặp phải người của thôn, và cả vài thứ không rõ khác nữa. Trần Dương vừa kêu bài vừa bưng cua nghĩ. Ngay tại lúc ván bài sắp sửa đánh xong, đang lúc bắt đầu phân rõ thắng thua, một ông chú mồ hôi đầy đầu chạy vào, vừa chạy vừa hô to: Thành tử đã xảy ra chuyện, thành tử đã xảy ra chuyện. Vừa nghe thế, những người khác bỏ bài xuống, xông qua ồn ào xì xầm nói: Thế xảy ra chuyện gì? Không phải là kêu mấy người kiểm tra mặt đường thôi à? Nói chứ, xảy ra chuyện gì rồi? Không phải là té ở mương ránh nào chứ? Ông chú báo tin sắc mặt trắng bệch, ôm đầu run lẩy bẩy: Tôi không biết, cậu ấy đi sau tôi, cứ đi đột nhiên chẳng thấy gì cả. Đúng lúc đó, chỗ hai mồ mả kia có người đưa cho ông ly nước, ông uống một hớp. Tôi kêu gạo và tìm xung quanh đó rồi, nhưng không tìm thấy người. Không còn gì để kể nữa, mau chóng tìm được người mới là chuyện lớn. Khu mồ mả ông chú báo tin chắc tới thật ra là một khu. Khu mồ mả ông chú báo tin nhắc tới thật ra là khu mồ cách thôn Ngụy chừng một dặm, cũng gần một cái ao dưới chân núi, cách ven đường không xa. Diện tích mái tha ma không lớn, chỉ có hai phần mộ đã chiếm trọn nơi đó. Đó là phần mộ tổ tiên, một lớn một nhỏ. Trên mồ đầy cỏ dại và bụi cây, nếu nhìn không kỹ sẽ không ra đó là hai phần mộ. Trước mộ cũng chẳng có bia, cũng không có dấu vết của con người. Khu mồ mà ông chú báo tin nhắc tới thật ra là khu mồ cách thôn Ngụy chừng một dặm đường, cũng gần một cái ao dưới chân núi, cách ven đường không xa. Diện tích bái tha ma không lớn, chỉ có hai phần mộ đã chiếm trọn nơi đó. Đó là hai phần mộ tổ tiên, một lớn một nhỏ. Trên mộ đầy cỏ dại và bụi cây, nếu nhìn không kỹ sẽ không ra đó là hai phần mộ. Trước mộ cũng chẳng có bia mộ, cũng chẳng có dấu vết con cháu đời sau đến bái tế. Cũng chẳng rõ người trong thôn Ngụy hay người địa phương gần đó, nhưng chắc là kẻ đã tuyệt hậu rồi. Tất cả bèn trên 3-4 đội ra ngoài. Triệu An đương nhiên theo sát Trần Dương. Trần Dương cầm đèn pin, anh nhanh không chậm. Tất cả bèn chia làm 4-5 đội ra ngoài. Triệu An đương nhiên theo sát Trần Dương. Trần Dương kèn đèn pin, anh không nhanh không chậm đi sau những người khác. Bên ngoài tối đen như mực, những ngọn núi xung quanh không cao nhưng kéo dài nhấp nhô lên xuống. Rừng sâu thẳm, cây cối rậm rạp, từ dưới ánh sáng lờ mờ khiến cảnh vật xung quanh cũng mờ ảo theo. Tiếng ếch kêu vang vọng, trong bụi cỏ ven đường thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng vang sột soạt. Có lẽ là rắn, mà cũng có lẽ là một vật sống khác. Rất nhanh họ đã đi tới đoạn đường ấy. Nhắc tới cũng lạ, rõ ràng còn đến mười mấy kẻ đi tìm. Lúc đầu còn có thể nhìn thấy từng người một. Thế nhưng càng đi thì chẳng thấy rõ ánh sáng của bất kỳ ai nữa. Chỉ có bóng đêm khôn cùng. Thứ bóng đêm ấy đưa tay, không thấy được năm ngón. Dù cầm đèn pin cũng chẳng ích gì. Ánh sáng như bị cái tối xung quanh ăn lấy, chỉ có thể sáng rõ một vùng rất nhỏ. Hơn nữa, không biết từ khi nào mà sương mù nổi lên bốn phía. Ánh đèn pin xuyên qua chỉ có thể nhìn thấy một cách tỏ tường rằng sương mù đang chậm rãi đi dọc theo mặt đất. Nó như đang nuốt lấy từng ngọn cỏ dại, cây cối, con đường, rừng cây. Những nơi bị sương mù chạm phải thì tiếng côn trùng ngưng bặt, lặng ngắt quáng như tờ. Triệu An sợ hãi vô cùng, cậu bám dính lấy Trần Dương. Anh Trần, đây là sao? Tự nhiên sao sương mù đột nhiên thế này? Cậu vươn dài cổ nhìn xung quanh, như thể muốn tìm thứ gì khác để khiến người yên tâm giữa bầu không khí trầm lặng hãi hùng. Đáng tiếc, xung quanh ngoài sương mù thì chỉ có sương mù mà thôi. Một gốc cây ven đường cũng phải tới gần mới có thể nhìn rõ dáng mờ mờ. Cỏ dại dưới chân dù khom người cũng chẳng thể thấy được rõ. Sương mù quá dày đặc, tầng tầng lớp lớp. Trần Dương xoay đầu lại, dặn Triệu An theo sát một chút. Triệu An hối hả đồng ý,
được được. Rồi thì càng mặt sát ra Trần Dương, chẳng biết đi được bao lâu, nhưng họ không cách nào thoát ra khỏi đám sương mù dày đặc ấy. Hai người đi đến mức chân gần như sưng to. Có thể nhận rõ hai người đã đi rất lâu, thậm chí có thể cũng đã sớm tới trấn Quả Tế. Ấy thế mà chẳng ra khỏi đám sương mù trắng kia. Trần Dương bình tĩnh dẫn Triệu An tiếp tục đi. Đúng lúc này giữa sương mù phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Triệu An vốn đang lạ lòng run lẩy bẩy, lập tức lanh lợi hẳn. Anh Trần, có người tới. Trần Dương nheo mắt nhìn về phía bên kia, miệng đáp lời, không phải người, là xe. Triệu An không tin, miệng than thở, sương mù dày thế này, lái xe làm gì, hơn nữa chẳng có tiếng ồn ào nào cả, xe gây ra ồn lắm chứ. Cậu còn chưa nói xong đã im bặt, bởi hình dáng hiện ra trong sương mù đúng thật là một chiếc xe. Trần Dương kéo cậu đứng sang một bên. Chiếc xe dừng lại trước mặt họ, một chàng trai trẻ ngồi trong xe, cậu ló đầu ra. Trễ thế này rồi, hai người còn dạo phố đêm thế, hay để tôi chở đi một đoạn. Một kẻ niềm nở, hiện giờ kẻ niềm nở ấy. Trễ thế này rồi, sao hai người còn dạo phố đêm thế, hay để tôi chở đi một đoạn. Một kẻ niềm nở, hiện giờ kẻ niềm nở như thế càng ngày càng ít. Triệu An cảm thán thầm trong lòng, cậu định bụng chui vào xe, miệng còn đáp, bọn tôi là người trong đội tu sửa đường cho thôn Ngụy, đang tìm người, sương mù thế này chắc không tìm được, thôi về trước thử xem mấy người kia có tìm được không. Người còn chưa kịp tới gần, cậu đã bị Trần Dương bên cạnh kéo giật trở lại. Trần Dương thì thầm vào tai cậu, đừng đi. Người bên cạnh còn chưa kịp tới gần, cậu đã bị Trần Dương bên cạnh kéo giật trở lại. Trần Dương thì thầm vào tai cậu, đừng đi. Lúc này một cơn gió thổi lạnh tới sương mù dày đặc. Khiến sương mù dày đặc chậm chậm chuyển động. Càng lại gần chiếc xe, sương mù ngày càng dày thêm. Lời nói của Trần Dương khiến tâm trí đang mơ hồ của Triệu An tỉnh táo lại. Cậu lùi ra sau một bước. Chàng trai trẻ trong chiếc xe còn đang tiếp tục mời mọc, sao không nhanh tới đây, lên xe còn nhanh nào, tôi còn vội về nhà. Tươi cười trên mặt Triệu An chẳng thể giữ nổi, da mặt vừa giật giật. Vừa rồi khi Trần Dương giữ chặt mình, cậu bất chợt trông thấy hình như trên gương mặt của chàng trai kia chảy máu. Đừng bảo phải trò chuyện, hiện răng cậu không va, lập cập vào nhau đã là dùng hết sức chống cự rồi. Chàng trai kẻ kia tiếp tục thúc giục, nào, nhanh nào, muộn quá rồi không kịp nữa đâu, nhanh nào. Tiếng nói ấy không ngừng lặp lại, tựa như trực tiếp truyền thẳng trong đầu người nghe. Nghe hồi lâu, chân cũng tự động bước về phía trước. Mỗi lần Triệu An dậm bước tới đều bị Trần Dương kéo chặt về, nên cậu tỉnh táo lại ngay. Mà một khi tỉnh lại rồi, cậu sợ càng thêm sợ, mồ hôi cứ chảy ròng ròng trên trán. Cậu chỉ hận không thể bịt lỗ tai lại. Chàng trai trẻ kia kêu gào mãi nhưng chẳng tới. Gương mặt vốn đang tươi cười bỗng chốc trở nên dữ tợn, răng nanh chìa ra, mặt mũi đầy máu đen. Bên hắn còn xuất hiện thêm một người phụ nữ, đầu nghiêng hẳn 90 độ lệch khỏi gáy. Người thì hướng về trong xe, còn cái đầu thì xoay lại về phía hai người bọn họ Trần Dương. Cái đầu chuyển động, cơ thể chẳng mảy may di chuyển. Thấy rõ tường tận, Triệu An sợ tới mức không nói lên lời. Cậu dừng sức túm lấy áo Trần Dương, miệng run rẩy, Nó. Trần Dương nhìn ả phụ nữ kia, cái đầu hệt như quả dưa hấu bị vỡ nát, hỗn hợp giữa màu trắng của óc và màu đen dày đặc chảy xuống mặt, nhìn rất buồn nôn. Cái gã sắc mặt xanh lè đen nghét và gương mặt rúm ró bên kia cũng chẳng đáng sợ bằng. Gã kia vặn vẹo miệng phá ra cười, tiếng cười rít nhọn hoắt, không âm thanh phá nát màn sương mù dày đặc. Hắn ta khởi động xe về phía Trần Dương và Triệu An. Ả đàn bà bên cạnh kéo lê cơ thể không được đầy đủ, bò ra khỏi tấm kính thủy tinh đã nát bẫy rồi nằm trên mui xe. Cô ả vươn tay ấn đầu mình lại,
nhẹ nhàng xoay xoay, tựa như có thể nghe được tiếng răng rắc, rồi cái đầu trở về trên cổ. Ả xoay xoay phải như thể rất hài lòng. Sau đó nhìn chòng chọc về phía hai người Trần Dương một cách đầy hung ác. Thấy thế, hai con mắt trắng dã, Triệu An ngất thẳng cẳng. Trần Dương nâng cậu ta dậy, đúng là phiền hà lớn. Trần Dương tính toán, cái ghe kia sắp chạy tới tông bọn họ rồi. Nếu có thêm Triệu An vướng tay vướng chân thế này, thì anh cũng chẳng có thể trốn được. Anh cúm cả lên, đắn đo liệu có nên quẳng Triệu An ở ven đường để tống mấy thứ dơ bẩn này đi khỏi. Nhưng Trần Dương cũng không nắm chắc lắm. So với những thứ anh đã từng gặp trước đây, thì oán khí và sát khí của con quỷ này nặng quá. Bỗng đột ngột từ đằng xa truyền đến một tiếng rít. Vừa nghe thấy tiếng rít này, trên gương mặt hai con quỷ nhanh chóng lộ vẻ sợ hãi và oán giận. Con quỷ nam kia đánh tay lái, quay đầu xe rồi chạy thẳng vào màn sương mù dày đặc. Chỉ trong khoảnh khắc mà chúng nó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Dương nhẹ nhàng thở ra, bản thân anh vẫn không sợ, nhưng có thêm Triệu An nên không khỏi có thêm nhiều băn khoăn do dự. Trong sương mù dày đặc xuất hiện một nguồn sáng chói lóa. Thứ ánh sáng đó phá vỡ màn sương, đâm thẳng vào mắt người. Sương mù gặp phải ánh sáng đó như thể gặp phải sắc tinh. Ánh sáng xoay vần lộ ra hình dáng vụn có. Ánh sáng đến ngày càng gần, rồi nhanh chóng đến bên cạnh Trần Dương là một người đàn ông. Một tay kẻ ấy cầm đèn lồng bằng giấy trắng, tay còn lại bế một đứa bé khoảng 2-3 tuổi. Kẻ ấy đứng giữa màn sương mù như thể hòa chung với màn sương mù ấy, chẳng thể phân chia rõ ràng. Đó là một người cao lớn, gầy, nhìn qua thì có vẻ cao hơn cả Trần Dương. Gương mặt trắng bệch như giấy, hàng mày đôi mắt cân đối vô cùng. Kẻ ấy chẳng khác nào nắng mai buổi sớm. Trên người chỉ mặc một bộ áo trắng tinh, có điểm thêm vài hoa văn nhạt màu đen. Cứ thế mà nhìn ngoài, vẻ thanh nhã lại càng làm tăng thêm một ít uy nghiêm. Và chính điểm ấy lại càng khiến kẻ trước mắt này càng thêm sáng người. Đứa bé kẻ ấy đang bế bộ dáng cũng đẹp lắm, trắng trẻo, mập mạp, dưới hai hàng mày còn cả. Một chấm đỏ. Lúc này đứa bé đang bá cổ kẻ kia, mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn hai người họ Trần Dương. Trần Dương ngắt vào nhân trung Triệu An, ngắt một lúc sau nhưng Triệu An vẫn không tỉnh lại. Kẻ kia đến bên cạnh Trần Dương bảo, cứ đưa bạn cậu đến nhà ta thử. Âm thanh kẻ ấy không lớn, lời phát ra khẽ khàng dịu dàng, giọng nói như thể đang thương lượng. Đứa bé kia vươn tay ra định nắm tóc Trần Dương nhưng bị kẻ ấy ngăn lại. Nó mất hứng, kẻ kia lại kiên nhẫn dỗ dành, dáng vẻ rất đỗi dịu dàng. Được dỗ dành vài câu thì đứa bé không dỗi nữa. Nó nằm trên ngực kẻ kia nhìn Trần Dương, còn cười với Trần Dương. Cái cười không phát ra tiếng. Trần Dương liếc bọn họ rồi lại nhìn Triệu An đang nằm trên đất. Màn sương mù dày đặc khắp nơi, còn cả hai con quỷ đang chờ bên cạnh. Dù đi đâu cũng chẳng thể tồi tệ hơn. Vậy là anh cũng không nói gì mà gật đầu đồng ý với đề nghị của kẻ ấy.